Người tình đồng giới 15 năm lên tiếng khi Long Nhật vướng nghi án chuyển giới ở tuổi U60. Dù Long Nhật có lên tiếng về tin đồn chuyển giới sau thời gian im lặng, nhưng chính người tình 15 năm Vương Bảo Tuấn của anh cũng khá bất ngờ chuyện này. Người tình 15 năm Vương Bảo Tuấn bất ngờ khi nghe tin và dường như không muốn nhắc đến chuyện giới tính vì sợ ảnh hưởng đến gia đình. Những ngày qua, rộ tin đồn khi Long Nhật đi phẫu thuật chuyển giới ở tuổi 52 khiến nhiều người khá bất ngờ. Đăng tải loạt ảnh trong bệnh viện kèm theo chú thích, mình thích thì mình làm thôi, khiến dư luận bán tính bán nghi về việc ca sĩ này quyết định chuyển giới. Trước đó, nam ca sĩ gốc Huế đã đăng tải công khai hình ảnh đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ kín mít đến trung tâm thẩm mỹ kèm dòng trạng thái lột xác, điều gì đến cũng phải đến. Theo những bức ảnh được chụp và đăng tải, nam ca sĩ che chắn khá kín đáo bằng khẩu trang, kính râm, vội vã bước vào một trung tâm thẩm mỹ. Khá nhiều đồng nghiệp thân thiết với Long Nhật như Phi Thanh Vân, Đoàn Minh Tài, nghệ sĩ Minh Nhí, Tự Long, Trịnh Kim Chi đều có thắc mắc, phải chăng Long Nhật đang âm thầm phẫu thuật chuyển đổi giới tính? Tin đồn và sự hoài nghi chưa hạ nhiệt, ở cuối dòng trạng thái, Long Nhật còn chia sẻ lại ba hình ảnh anh từng giả gái trước đây, gồm hình mặt nằm xòe, đang được sơn móng và khoảnh khắc một cô gái đang tỉa lại mái tóc dài của anh trong bình luận cùng với Phi Thanh Vân. Không chỉ vậy, mới đây, người tình 15 năm của Long Nhật cũng tỏ ra khá bất ngờ khi nghe tin này. Vương Bảo Tuấn chia sẻ cho biết, vụ tin đồn của Nhật chuyển giới tôi không hề hay biết và khá bất ngờ. Tôi không rõ là anh ấy có phẫu thuật hay không. Về mối quan hệ với Long Nhật, nam ca sĩ khẳng định tình cảm giữa anh và người bạn vẫn vô cùng tốt đẹp những năm qua. Thế nhưng, không chỉ chia sẻ sự bất ngờ và không hay biết, Vương Bảo Tuấn nói không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình hiện tại, anh nói. Con trai tôi lớn rồi, tôi không muốn làm tổn thương cháu. Trước câu hỏi liệu ủng hộ Long Nhật khi chuyển giới ở tuổi U50, Vương Bảo Tuấn dường như cũng im lặng, không muốn bàn luận gì thêm. Cả Long Nhật và người tình 15 năm đều đã có con riêng. Trước đó, chia sẻ chuyện gia đình với tổ ấm, Long Nhật từng tâm sự, cuộc đời anh may mắn khi có được một người vợ luôn hiểu và tin mình, biết cảm thông, chia sẻ với công việc của một người nghệ sĩ. Vì thế bản thân vẫn đi hát, phục vụ khán giả trong vài năm nữa, trước khi lui về hậu trường và làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha trong gia đình. Trong showbiz Việt cũng không thiếu những nghệ sĩ chuyển đổi giới tính, được khán giả yêu mến như Hương Giang Idol, Lâm Khánh Chi, Lê Thiện Hiếu. Thế nhưng những tin đồn của Long Nhật vẫn chưa thực sự lên tiếng. Người hâm mộ hy vọng anh sẽ lên tiếng sớm nhất trong thời gian tới.